trực tiếp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với lại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và để theo dõi được những hình ảnh trực tiếp của trận đấu này các bạn chỉ việc bấm đăng ký kênh và chờ đợi một chút xíu nhé tất cả các bạn nhé và chúng ta sẽ cùng nhận định một chút xíu về trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai và trong tuần này hai đội bóng Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một màn đụng độ tại đấu trường Eribank vườn với tương quan lực lượng không có nhiều sự chênh lệch đây sẽ là một cơ hội tốt để cả hai hướng tới 3 điểm để qua đó có thể tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch đối với các cầu thủ dù không được đánh giá cao khi bước vào mùa giải này, song cả hai đội bóng Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai đang tạo ra không những bất ngờ. Với Hà Tĩnh, đó là mạch 5 trận bất bại kể từ đầu mùa với hai chiến thắng cùng với 5 trận hòa. Họ hiện là đội bóng duy nhất chưa thua ở mùa giải lần này sau những màn thể hiện đầy ấn tượng của mình. Dù không có được một lực lượng mạnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật cùng quyết tâm cao của các cầu thủ, kết hợp với kinh nghiệm bản lĩnh cầm quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, Hà Tĩnh từ vị trí của đội bóng ứng cử viên xuống hạng lúc này đang bám đuổi rất sát với nhóm dẫn đầu bảng V-League. Với 11 điểm giành được, Hà Tĩnh hiện đang xếp thứ 8, cách top 3 khoảng 2 điểm. Đồng thời chỉ kém đội bóng dẫn đang dẫn đầu bảng đó chính là Đông Á Thanh Hóa chỉ với một trận thắng. Theo tính toán, nếu thắng ở trận này Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ lọt vào top 3 sau vòng 8 và đội chủ nhà chắc chắn sẽ dốc hết sức mình trong 90 phút sắp tới để biến điều đó thành hiện thực. thực. Về phía Hoàng Anh Gia Lai, dù đã ngá ngựa sau trận thua 1-4 trước Bình Dương cách đây ít vòng đấu Xong nếu chúng ta nhìn vào tổng thể thì họ đang chơi khá tốt từ đầu mùa với 3 chiến thắng, 3 hòa và 1 thất bại. Hoàng Anh Gia Lai đang có 12 điểm và cũng đang ở rất gần ngôi đầu bảng xếp hạng. Và cũng giống như trường hợp của Hà Tĩnh, nếu có được 3 điểm ở trận này thì Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có cơ hội ung dung ngồi trong top 3 đội dẫn đầu. Và đó sẽ là một liều thuốc doping giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Lê Quang Trái hướng tới một trận đấu sân khách sắp tới khát khao chiến thắng cao nhất. 3 điểm trên sân Hà Tĩnh không phải là một nhiệm vụ quá khó đối với Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này, khi mà cán cân lực lượng ở đôi bên không có nhiều sự chênh lệch, thậm chí Hoàng Anh Gia Lai còn tỏ ra nhỉnh hơn về chất lượng cầu thủ. Trong khi đó, Hà Tĩnh với sự vắng mặt của một ngôi sao rất quan trọng, đó là tiền vệ trọng hoàng do phải nhận tấm thẻ đỏ ở vòng đấu trước, thì bắt buộc Hà Tĩnh phải nỗ lực và nỗ lực hơn nhiều. Ở trận đấu lượt đi mùa giải trước, câu lạc bộ Hà Tĩnh đã từng giành chọn 3 điểm trên sân nhà sau trận thắng tỷ số 1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thắng lợi duy nhất tính tới lúc này của đội bóng núi Hồng kể từ lúc họ xuất hiện tại V-League. Tính từ năm 2020 tới nay thì hai bên đang chạm mặt nhau với tổng cộng 9 trận đấu và không tính những trận giao hữu, bao gồm 8 lần so tài tại giải V-League và một lần tại đấu trường Cúp quốc gia. Tuy nhiên thì Hà Tĩnh lại đang tỏ ra dẫn thế trước đối thủ với 3 thất bại 5 trận hòa và chỉ duy nhất một lần vượt qua đội bóng phố núi. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại khi mà Hà Tĩnh đang thi đấu khá ổn định thì nhiều khả năng sự chênh lệch rất sẽ khó rất hiện và cũng có thể trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa sau 90 phút. Và mình dự đoán trận đấu này giữa hai câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có kết quả là một đều nghiêng về cả hai. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Và các bạn ơi, các bạn muốn theo dõi trực tiếp trận cầu này các bạn chỉ việc bấm đăng ký kênh và chờ đợi một chút xíu thôi nhé. Mình nhắc lại chỉ việc bấm đăng ký kênh và chờ đợi một chút xíu. Cảm ơn tất cả các bạn rất chi là nhiều.